Bản Nà Hiềng, xã Nà Tâm có 127 hộ, trong đó có 65 hộ bị ảnh hưởng do tuyến đường nối cao tốc thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đi qua. Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân. Tuy nhiên, tại khu vực cánh đồng của bản vẫn xảy ra việc khi mưa về, đất đá chảy xuống gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc canh tác. Ruộng này trước thì cũng ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng năm ngoái nó đền bù một lần. Đấy, bây giờ đấy, đất đai thì toàn đất bùn này thì tràn vào nước, rồi tràn vào ruộng hết. Đề nghị cấp trên thì xem xét để cho chúng tôi. Để thứ hai đấy, nước úng của đến tháng 6, tháng 7 mình phát đấy, cuối cùng này, cả ao này, tất cả thành ao như ao cá hết. Xã Nà Tâm có 240 hộ thuộc 5 bản bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường nối cao tốc, trong đó có 11 hộ phải di chuyển nơi ở. Đến nay, mặc dù đơn vị chủ đầu tư đã chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tuy nhiên bà con nhân dân vẫn chưa hài lòng về giá do có sự chênh lệch với xã Bản Bo. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng đến gần 5 hectare đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ tại hai bản Nà Tâm và Nà Vàn của xã, nên việc triển khai thi công dự án vẫn chưa thực hiện được tại khu vực này. Dân cũng chưa hài lòng về mức giá đền bù đất đấy, bởi vì là giá thì đối với lúa hai vụ chỉ có 33.500 đồng, với lúa một vụ chỉ được 30.500, thì so với xã khác ấy, chỉ giáp danh. Thì như là ở bản Nà Hiềng, cùng chung một lồi chè, cùng chung một diện tích, thì bản Bo giá khác nó chênh lệch nhau mấy nghìn, thì dân có ý kiến như vậy. Về đến thời điểm hiện tại, cũng đang khó khăn vướng mắc là chưa thực hiện giải phóng mặt bằng được, thì hiện tại là gói 7 đang đi qua diện tích rừng sản xuất của xã và rừng tự nhiên, là tổng diện tích rừng nó gần 5 ha. Thì đến thời điểm hiện tại là xã phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất của huyện ấy cũng thực hiện kiểm đếm xong, thì đang lên phương án bồi thường. Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua huyện Tam Đường có 3 gói thầu, gồm gói thầu số 6, số 7 và số 8. Đến nay, gói thầu số 6 đã bàn giao được 79% khối lượng mặt bằng. Gói thầu số 7 đã bàn giao được 90% khối lượng mặt bằng và gói thầu số 8 không còn vướng mắc trên hiện trường. Dự án được triển khai đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của đa số người dân. Tuy nhiên đến nay, bên cạnh một số bộ phận người dân còn chưa bằng lòng do cho rằng mức giá đền bù còn thấp. Do vậy, vấn đề giải phóng mặt bằng trên tuyến vẫn còn gặp khó do liên quan đến đất rừng và việc bố trí tái định cư cho 23 hộ dân ở xã Bản Bo. Trên địa bàn huyện Tam Đường hiện đang giải phóng mặt bằng của các cái gói, thì hiện nay là vẫn chưa hoàn thành cái gói 6 với cả gói 7. Gói 6 thì cái nguyên nhân vướng mắc là ảnh hưởng đến rất nhiều hộ gia đình, mà trong đó là các hộ gia đình phải di chuyển nhà ở. Thế nên là và trong cái điều kiện mà yêu cầu là phải cấp tái định cư cho các hộ gia đình, thì chúng tôi đã phải là xây dựng lập hồ sơ để xây dựng cái khu tái định cư. Còn đối với cả phần gói 7 thì cũng lại có cái vướng mắc, hai cái vướng mắc nó cũng nổi trội là cũng là số lượng hộ gia đình nó nhiều và cái tình trạng sử dụng đất đối chiếu với cả cái hồ sơ quản lý đất đai của mình nó có nhiều cái sai khác. Vướng mắc thứ hai ở gói 7 thì nó có ảnh hưởng đến diện tích đất rừng tự nhiên nó khá lớn, nó khoảng 12 ha. Để đảm bảo tiến độ của dự án, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của các nhà thầu thi công, thì công tác đền bù giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng. Chính vì vậy, đơn vị chủ đầu tư dự án cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các địa phương nơi dự án đi qua để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, đưa ra biện pháp giải quyết các nội dung liên quan đến mặt bằng một cách nhanh chóng và hợp lý nhất.